xin chào tất cả các bạn. Và một ngày đẹp trời, tháng thức giấc sau một giấc ngủ đêm dài, kéo cái chân sang một bên. Nhưng mà không được, tháng giật mình. Tại sao mình lại không thể cứ động chân tay thân thể được nhỏ? Tháng mình nhìn xuống bên dưới, thân thể chân tay của tháng không còn nữa, chỉ còn duy nhất một cái đầu thôi. Tháng cực kỳ là bối rối, không biết bây giờ phải làm thế nào nhở. Không có chân, không có tay, không có thân thể thì khác gì mình là một con quái vật, là một con zombie, không là con người nữa. Như vậy tất cả mọi người sẽ xa lánh mình. Nhưng mà may quá, không phải mỗi một mình Thắng bị đâu, mà là tất cả các bạn ở trong Roblox đều bị nha. Bây giờ Thắng chỉ còn duy nhất cái đầu này thôi, nhưng mà Thắng vẫn di chuyển được, nhảy được, không nhảy được, không di chuyển được thì ai sẽ là người đi tìm cho mình cái tay, cái chân, cả cái thân nữa? Bây giờ mình tự đi tự nhảy được rồi thì mình sẽ phải tự đi tìm tất cả các bộ phận ở thân thể của Thắng nha. Mà cái vùng đất rộng lớn như thế này thì không biết là mấy cái chân tay của mình đang trốn ở đâu nhở. Tổng cộng là hai tay, hai chân, một cái thân thể, thì ta sẽ phải tìm 5 thứ ở một cái vùng đất rộng lớn như thế này. Hình như ở nơi đây là khu vui chơi thì phải. Đầu bên kia có cả mấy cái ngôi nhà để chơi cắm trại đấy nhá. Cắm trại ở ngoài bãi cát gần biển. Và đầu kia là một hòn đảo. Có khi nào mấy cái tay của Thắng nó đang ở cái hòn đảo kia không ta? Mà Thắng nhảy xuống nước, Thắng có bị nghẹo không? Uầy, nhìn kìa, không có tay, không có chân, nhưng mà Thắng vẫn bơi bình thường như là cân đường hộp sữa nha. Thắng còn lặn xuống cả bên dưới được luôn. Uầy, đúng luôn. Có khi nào người ta giấu cái tay, cái chân của Thắng ở bên dưới này không nhờ? Trong này có một cái căn phòng bí mật kìa. À, đây rồi các bạn ơi, Thắng đã nhìn thấy cái tay của Thắng ở đâu rồi. Tên taren, tên taren, lăn vô, lăn vô. Và đây chính là cái tay của Thắng, đúng không, đúng không? Yeah, đúng là cái tay của Thắng rồi. Nhưng mà bây giờ cái tay của Thắng nó đang làm chức năng cho cái chân nha, giống như là một cái chân. Rồi, có một kia. Thắng đã tìm thấy một cái tay của Thắng nữa rồi các bạn ơi. Ở khoan, đây có phải cái tay của mình không ta? Uầy, hình như không phải rồi các bạn ơi. Đây không phải là cái tay của Thắng đâu. Tay to của Thắng kia mới phải nha. Còn cái tay nhìn nhỏ này là cái tay của bạn nào ý? Uầy, hóa ra là chúng ta có thể lắp bộ phận của các bạn khác vào được nha. Nhưng mà nếu như Thắng lắp bộ phận của các bạn khác vào thì các bạn khác sẽ lắp bộ phận của các bạn khác nữa, và các bạn khác nữa sẽ lắp bộ phận của các bạn khác khác nữa. Như vậy là chẳng ai tìm thấy cái bộ phận của chính chủ. Ui, các bạn nhìn kìa, ở bên trên nóc có một cái thân thể, nhưng mà không phải là thân thể của Thắng đâu, biến mất rồi. Chắc là có bạn nào đã tìm thấy cái thân thể đó rồi. Thôi, Thắng sẽ đi tìm cái thân thể của Thắng đi. Ở dưới này nhiều cá quá, toàn là cá cutem thôi nha. Cá màu xanh, cá màu vàng. Mà mấy bạn cá có rẻ mất cái tay hay cái chân của mình không? Ở dưới hồ bơi Thắng đã tìm hết sạch rồi, không có ở trong chiếc gương này. Úi dồi ôi, các bạn ơi nhìn kìa, đây có phải là chiếc tay của Thắng không ta? À, lên trên này mới rõ nha. Cả hai cánh tay này không phải là cánh tay của Thắng đâu, mà cái cánh tay ở trong gương này cũng không phải là cánh tay của Thắng đâu. Thôi thì Thắng cứ nhặt cái cánh tay to vậy, Thắng bỏ cái cánh tay nhỏ nhỏ kia ra ngoài. Mà khoan, hai cái cánh tay này đều là cái cánh tay ở bên phải, thì Thắng phải bỏ cái cánh tay to ở bên phải này ra. Thắng cầm cái cánh tay màu đen này. Trời ơi, còn cái cánh tay bé tí kia Thắng không thèm lấy. Ở trong hai cái ngôi nhà kín như thế này thì kiểu gì chẳng có chân hoặc là có thân. Ngôi nhà bên này cũng không có, cả hai ngôi nhà đều không có rồi. Uầy, có khi nào là nha, ở đây có lửa, người ta sẽ đi nhặt tay nhặt chân và cho vào đây làm món quay tay, chân quay, thân quay. Không có lợn quay bởi vì mình không béo như là con lợn. Ở trong rừng kia đông người quá mấy bạn ơi, đi vào trong rừng đi. Uầy, có cái thân kìa, nhưng mà thân này có phải là thân của Thắng đâu. Uầy à, các bạn ơi, thân lại là thân của con gái. Thân của con gái mà lắp vào người của mình thì nhìn cũng hợp hợp đấy, nhưng mà nhìn hơi nhỏ con. Wow, nhìn kìa, ở trong này là có rất là nhiều chân với cả thân nha, nhưng mà không phải là của mình đâu, toàn là của các bạn khác mà thôi. Thế mình sẽ lấy tạm cái chân này vậy. What? Ok, như vậy là cái cơ thể của Thắng cũng đã có chân có tay rồi nha, nhưng mà bị thiếu thêm một bên nữa. Cảnh báo, sóng thần đang đến. Ui, hình như là có sóng thần từ cái bể bơi kìa, cho nên là Thắng sẽ phải nhảy lên cái độ cao cực kỳ là cao nha. Kia kìa, sóng thần kia kìa, nhanh lên các bạn ơi, không biết là mấy cái cây này có cao hơn sóng thần không ta.
Trời ơi, nó chỉ là sóng biển mà thôi. Thế mà kêu sóng thần là mình hết cả hồn. Nhưng mà sóng biển mà thằng đứng ở cái vành biển kia thì kiểu gì thằng cũng bị ngã luôn nha. Nó chỉ không được cao mà thôi. Hai cái chân này có phải là của mình không? Cũng không phải là của mình rồi. Chân của mình là mặc quần màu đỏ cơ. Đây là cái cánh tay trái mà mình đang thiếu cái cánh tay ở bên phải mà. Uể mà tay gì to hơn cả chân nha. Đây là chiếc chân bên phải. Mình lại có chiếc chân bên phải rồi. Mình cần cái chiếc chân bên trái cơ. Có một cái cánh tay. Cánh tay này là cánh tay trái. Thằng là thằng cần cái cánh tay phải mà. Ở trong rừng tìm hết rồi. Không có bộ phận mà thằng cần. Thằng sẽ đi sang cái khu vực tuyết nha. Ôi, khu vực tuyết thì sẽ có một cái cánh tay màu trắng như tuyết. Đây là chân trái. Ồ, hay quá. Mình thiếu chân trái. Ê, khoan. Người ta tính trai phải ở trong game chứ không phải là trai phải theo cái góc mà thắng nhìn. Thôi trả lại tôi cái chiếc chân có quần đi. Đi vào cái băng tuyết này mà không có quần thì lạnh lắm. Có hai ngôi nhà tuyết mà cái ngôi nhà tuyết bên này không có gì. Còn cái ngôi nhà tuyết này có một chiếc chân. Chiếc chân này là chiếc chân bên phải. Mình thiếu chiếc chân bên phải. Yeah yeah các bạn ơi, như vậy là thằng đã đủ hai chiếc chân rồi nha. Tuyệt vời luôn. Có một chiếc tay kìa. Tay này là tay trái. Ôm mà mình còn chả có cái chiếc tay nào. Cái chiếc tay của thằng nó bị rớt ở đâu vậy nhỉ? Cánh tay phải. Yeah 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 yeah. Các bạn nhìn cái cơ thể của thằng nó có khập khiễng không? Tay thì to, tay thì nhỏ, chân thì ngắn, chân thì dài, thân hình lại là thân hình của nữ, không ổn một chút nào. À, đây rồi các bạn ơi, thằng đã tìm thấy cái cánh tay của thằng rồi nè. Oh my god, đây mới chính là cái cánh tay của thằng nha. Cánh tay mặc áo màu đỏ, hay quá đi. Thế mà lúc đấy thằng đi qua đấy, không thấy cái cánh tay của thằng, không hiểu kiểu gì luôn. Lại có sóng thần kia mấy bạn ơi. Ok rồi, thằng nhìn từ xa là thằng cũng nhận ra cái thân hình của thằng nha. Thằng biết rồi, thằng biết rồi, thằng biết rồi. Chính là có những cái bạn khác mà nhặt cái thân thể của mình. Xong bắt đầu, bây giờ mấy bạn đấy mới bỏ ra. Đúng là cái chiếc ba lô của tôi ở đây rồi. Các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn đừng có lấy cái thân thể của tôi nha. Ai mà lấy cái thân thể của tôi thì nhớ nhả ra cho tôi nhận lại đi. Đấy, bây giờ thằng thả ra cái thân thể của bạn nào không biết. Đây là thân thể của bạn nào thì chạy ra mà lấy nha. Chứ thằng không biết đâu. Ôi, trước mặt của thằng là vùng đất gì đây mà nó đang có bão. Nhìn tối tăm mù mịt, không thấy ai ở trong này luôn. Chẳng biết bây giờ đi vào có thở được không nữa. Ê, mà thằng còn không cả đi vô được đây này. À, thích trò chơi và tham gia nhóm để mở khóa khu vực này. Nhưng mà thích trò chơi ở chỗ nào ta? Bây giờ người ta cứ bảo thích mà người ta chả cho cái nút thích ở đâu cả. À, bên này có khu vực mới đó nha. Ui, nhìn kìa, sóng thần càng ngày là lúc càng cao luôn nha. Bên này, bên này, bên này. Ui giời ơi, sóng thần chỉ tới đó thôi mà anh ở bên này cơ mà. Ok, trong này vẫn còn rất là nhiều các khu vực. Giờ là giờ, thằng chỉ còn 3 bộ phận trên cơ thể nữa thôi nha. Vô trong nhà đi anh em ơi. Ở trong nhà có cả chân, tay của con zombie luôn, sợ quá. Tivi, máy chơi game kìa. Phòng bếp gì mà bếp xíu như thế này. Không biết là người ta có để tay ở trong tủ lạnh không ta. Mà tủ lạnh không mở được thì chắc chắn tay sẽ không ở trong tủ lạnh rồi. Có cả nhà tắm luôn nhưng mà không có Skibidi. Có cả giường phòng ngủ đen xì xì luôn. Ui, oh my god, đây là phòng làm việc này. Phòng chơi game livestream nhìn đẹp đỉnh thực sự luôn. Ước mơ của rất là nhiều người. Vâng, lang thang ở cái ngôi nhà nghèo này không thấy cái bộ phận của mình thì sang một cái ngôi nhà biệt thự rất là giàu. Mà người giàu thì người ta lấy gì cái chân, cái tay của mình ta? Tìm hết ở trong nhà rồi mà không thấy cái bộ phận nào của mình. Toàn bộ phận của ai ấy? Có cái thân hình vuông đét của bạn nào mà vẫn chưa tìm đi. Đúng là nhà biệt thự có khác. Vào rộng ơi là rộng, độc cái nhà bếp này thôi mà rộng bằng cả cái nhà nghèo nuôi thằng vô rồi. Quay xong rồi, tìm hết tất cả mọi ngóc ngách rồi. Nhưng mà vẫn không thấy là cái bộ phận trên cơ thể của mình ở đâu. Chắc chắn là đã có bạn sử dụng mất cái bộ phận trên cơ thể của mình rồi. Bây giờ kiếm ở đâu được nhờ? Chỗ này à, ở trên núi này thì thằng chưa đi tìm. Nếu mà trên núi này thì không còn nữa thì chắc chắn thằng sẽ phải đi tìm mấy cái bạn trong Roblox để đòi lại cái bộ phận trên cơ thể của mình. Ê, lên trên núi thì không có chân tay của ai cả. Thì kiểu gì cũng ở mấy cái chỗ mà đông đông kia kìa. Đi qua cây cầu, một chân vẫn đi bình thường nha. Kìa, có cái tay, có cái chân rồi. Nhưng mà không phải là của mình đâu. Rất là nhiều nha, không phải ít đâu. Toàn là màu trắng thôi. Của mình thì là màu đỏ. Quần cũng màu đỏ, giày cũng màu đỏ luôn nha. Full bộ màu đỏ luôn nha. Vâng, và không có một cái thứ gì ở trong này cả. Ơ, nhìn kìa, ở bên kia hòn đảo có mấy cái tay, mấy cái chân lối lênh phành. Nhiều thế nhở. Lúc đấy thì không thấy cái gì. Chắc là mấy bạn mới bỏ chân bỏ tay lại ở đó rồi. Mình bơi sang xem. Ui, nhìn kìa,
Đây rồi, có một cái cánh tay của Thắng đây rồi. Các bạn ơi, tèn tè đen, thấy chưa, màu đỏ chưa, xin luôn. Ê, quay lại. Tèn, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cái cánh tay của tôi rồi. Còn cái đôi chân của tôi nữa thôi. Bảo mà, có sai đâu. Mấy người lấy tay lấy chân của tôi xong bắt đầu đáp lung ta lung tung, tôi không thể tìm thấy luôn. Chỗ nào Thắng cũng phải đi 3 vòng, 4 vòng, 5 vòng mà vẫn không thấy ai đi cái đôi chân của Thắng. Mà ở đây có một đôi chân của bạn nào nè, không tìm thấy luôn. Đúng luôn. Ê, thêm một, ê khoan, sợ rằng lúc đấy ở đây có một chiếc chân mà bên này cũng có một chiếc chân, một đôi giống y như nhau. À, ui giời ơi, cái bạn kia nấy rồi. Thắng là Thắng đang định lấy hẳn một cái đôi đấy, có gì gặp bạn đấy, Thắng trả cho bạn đấy cái đôi chân luôn. Thế mà cái bạn kia đã lấy mất của mình rồi. Ôi giời đất ơi, rõ ràng là cái quần của Thắng màu đỏ đi cả giày, nhưng mà vô trong game này thì người ta chỉ cho mặc cái quần nót với cả đi chân đất mà thôi. Làm Thắng cứ đi tìm cái quần đỏ của Thắng, xong mãi khi mà Thắng để ý nha, là có tên chân đây nè, Thắng xoăn tê tê chân trái và Thắng xoăn tê tê chân phải. Tê tê Thắng mi chợt nhận ra đây chính là đôi bàn chân của Thắng. What? Người ta làm game Roblox không tới lơi tới chốn rồi. Kiểu gì là cũng có nhiều bạn như Thắng cho mà xem. Vậy là cuối cùng Thắng cũng đã tìm thấy tất cả bộ phận trên cái cơ thể của Thắng. Bây giờ chỉ còn thiếu cái đôi giày mít cả cái quần đùi của Thắng mà thôi. Ở bên ngoài tôi mặc bộ đồ đẹp như thế mà vào bên trong bắt mặc quần slip, với cả làm tôi cực kỳ là tốn thời gian nữa. Rồi thôi, cái video của Thắng tới đây là kết thúc rồi. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau nha. Bye bye.